Như vậy là ngày 20 tháng 10 đã trôi qua và chúng ta thấy đó, chị Hằng đã chính thức quất là bà Tân con ông Việt chứ phải là quất thầy Minh Tuệ. Thế nhưng là câu chuyện tranh luận ở trên mạng xã hội vẫn chưa ngừng lại. Người ta đặt ra những cái câu hỏi. Thật ra là chị Hằng ban đầu định quất ai? Có phải là chị định quất thầy Minh Tuệ hay không? Và nhiều câu hỏi khác. Thì ở trong phạm vi cái clip này, tôi chỉ làm rõ cái câu hỏi là thực ra ban đầu chị Hằng có định quất thầy Minh Tuệ hay không? Đó, và chúng ta xoay quanh cái câu chuyện này. Thì trước khi đi vào cái nhận định làm rõ thì chúng ta hãy nghe lại cái đoạn mà chị Hằng nói ban đầu đó, nói vào trước ngày 20 tháng 10 đó, đầu tiên đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ cái chỗ đó nha. Đây, đây là cái clip đó hả? Có một điều tôi với Dũng cũng nói chuyện với nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn vào quốc là không bao giờ được. Cái đoạn này thì chúng ta đã nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần rồi phải không? À, và chúng ta thấy là nó có cái liên kết giữa sư Thích Minh Tuệ và cái chuyện quất ha. Chúng ta nghe lại. Có một điều tôi với Dũng cũng nói chuyện với nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn vào quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi, mà tôi đã chơi là chật và lẻ luôn. Đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy rất tinh tệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50. À, chúng ta chú ý cái đoạn này nha, chú ý cái đoạn tiếp theo nha. À, một nửa thì ủng hộ thầy Minh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Ở trong đây có hai cái đoạn quan trọng là cái đoạn đầu đó, đoạn đầu mà khi mà nói là tôi nêu tên thầy Minh Tuệ ra và nói tôi quất không trượt pháp nào đó, và cái đoạn này, hai đoạn rất là quan trọng ha. À, Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. quá rõ ha, đoạn này quá rõ. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Chúng ta nghe lại cái chỗ này ha. Nghe lại nha. À, Là chật và lét luôn. Đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy rất tinh tế, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được đó. không ạ? Nếu là sứ mệnh của tôi, đúng không? Tôi sẽ làm. Đó, 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 thêm cái đoạn sau nữa. Nếu đó là sứ mệnh của tôi thì tôi sẽ làm, nhưng mà cái đó sẽ phân tích riêng. Còn cái mà đối tượng để quất thì qua cái lần đầu tiên thì tôi nói mọi người không nhầm lẫn đâu. À, nhiều người không bảo rằng là chị Hằng nói chưa rõ, nhưng mà thực ra nói rất là rõ rồi, chứ không ai nhầm lẫn đâu. Chị Hằng định quất thầy Minh Tuệ. À, cái này rất là rõ quất, nhưng mà có cái chỗ này quất bằng cách nào đó, thầy Minh Tuệ có gì để quất? Thì tôi nghĩ rằng chị Hằng ấy chỉ không không phải là quất thẳng vào thầy Minh Tuệ. À, hoàn toàn không quất thẳng, hoàn toàn là bởi vì không có tìm ra được những cái bằng chứng này kia kìa nọ, mà chị Hằng sẽ quất thông qua cái việc chứng minh rằng thầy Minh Tuệ là thứ nhất là tu sai,
Và tu như vậy đó, nó gây nên một cái ảnh hưởng lệch lạc, đó là theo ý của chị Hằng nha, ảnh hưởng lệch lạc, làm cho người ta ủng hộ thầy Minh Tuệ quá đông. Và bây giờ Việt Tân, anh Việt con bà Tân, anh Việt con bà Tân là bắt đầu nhăm nhe tới thầy, thấy không? Và sẽ tạo ra cái sự hỗn loạn ở trong xã hội. Tôi nghĩ rằng chị Hằng định quất cái chỗ đó, quất theo cái kiểu là như vậy. Và rồi sẽ cũng sẽ lôi ra một số cái thông tin về đời tư của thầy Minh Tuệ, thông tin rồi là về ngày xưa thầy Minh Tuệ đi tu là như thế nào, ban đầu là như thế nào, rồi lôi ý kiến của cái ông gì mà ở trên cái chùa trên Tây Ninh ấy. Nói chung là cái chỗ cô Lê Thị Miễn ấy. Chỗ cô Lê Thị Miễn ấy. Thì sẽ sử dụng những cái tài liệu của cô Lê Thị Miễn đây. Nhưng mà cuối cùng thay vì lấy cái bà đó để làm bàn đạp để quất thầy Minh Tuệ, thì chị Hằng lại thay đổi, chỉ còn quất cái bà đó. Thấy không? Bà con hiểu không? Tức là lấy cái bà đó đưa ra để làm dẫn chứng để quất thầy Minh Tuệ. Nhưng vì dư luận phản ứng quá dữ dội, mạng xã hội phản ứng quá dữ dội, và fan của chị Hằng là quay xe với chị quá lớn, do đó chỉ quất cái bà này thôi. Ban đầu cái bà này được đưa ra, sẽ đưa ra như là một cái ngòi nổ, thấy không? Thì có như vậy mới chị mới nói đến cái chuyện quất, chứ còn cái bà này thì quất cái gì đâu mà có cái gì đâu mà quất. Cho nên ở đây thực ra là chị Hằng là quay xe, quay xe, nhưng mà chị cứ nói cứng nói mạnh. Tôi biết tính của chị Hằng mà, chị không bao giờ thừa nhận là mình sai đâu. Chỉ có duy nhất là khi mà tòa yêu cầu, thấy không, chị Hằng phải là nhận lỗi, nhận mình sai, nếu không sai thì không thành khẩn này kia nọ, thì chỉ nhận sai thôi. Ngoài trừ cái trường hợp đó ra, trong đời sống không bao giờ chị Hằng nhận mình sai. Cái này tôi quan sát trong cả năm ròng, và sau 2-3 phiên tòa thì tôi rút ra cái điều đó. Thay vì là nhận mình sai và để nói lại, nói lúc đầu tôi cũng có ý định, thấy không, quất ông Minh Tuệ, nhưng mà sau khi xem xét lại những cái bằng chứng thì tôi thấy rằng là có thể tôi đã hiểu sai, hiểu sai về ông Minh Tuệ, nói ông là cũng được. Do đó bây giờ thì xin lỗi bà con, thì tôi cho tôi xin rút lại, thấy không, cái lời là hứa ban đầu. Thì như thế thì nó coi như là nó ổn. Nhưng mà đằng này chị vẫn không cam tâm làm chuyện đó, mà chị vẫn muốn để cho mọi người thấy rằng tao chẳng quay xe quay đồ gì cả, thấy không? Ban đầu tao định quất là như thế, tao quất cái bà này đó, tao chẳng có cái gì quay xe cả. Nhưng mà thực ra mà nói là cái cách làm này thì là nó không ok, thấy không? Cách làm này là nó không ok bằng cái cách làm mà tôi vừa đề xuất. Tức là cũng có thể là nói theo kiểu là như vậy. Nói ban đầu thì tôi chưa hiểu sư Minh Tuệ, chưa hiểu ông Minh Tuệ luôn đi. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại tôi thấy ổng cũng không có liên quan gì hết. Thậm chí có thể đưa cái chuyện bà này ra, bà này, bà ấy tới bà rủ rê tôi là như thế. Và tôi nghĩ rằng ban đầu tôi nghĩ rằng ông Minh Tuệ chính là ngòi nổ cho những cái thành phần này kia kìa nọ, bà Tân con ông Việt đấy. Nhưng mà nghĩ kỹ lại là tôi thấy nó không phải. Do đó hôm nay tôi công bố với bà con cái chi tiết này để cho bà con thấy rằng là tôi cũng suy nghĩ vì xã hội, thấy không? Vì lợi ích của xã hội, chứ không phải rằng là
tôi nói thế này thế khác. Đây bằng bằng chứng đây, bà này tới rủ rê tôi, thấy không? Nhưng mà tôi không nghe theo lời bà. Đã. Và hôm nay tôi rút lại cái lời hứa quất ông Minh Tuệ. Nhưng mà tôi đưa cái lý do ra để cho bà con thấy. Đó, thì như vậy thì theo tôi thì là chị làm như vậy thì ổn hơn. Nhưng mà có thể là cái tính cách của chị không bao giờ chịu làm cái cách đó. Thì tóm lại, theo tôi là ban đầu là chị muốn quất thầy Minh Tuệ. Đó, cái này quá rõ. Không còn gì để băn khoăn cả, thấy không? Đó, và cuối cùng thì... điều tôi với Dũng cũng nói chuyện với nhau. Tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn mà quốc là không bao giờ được. Đó, thì cái này quá rõ ha, cái này quá rõ luôn.